Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vợ Thần Đậu Food. Hôm nay mình sẽ làm món mực xào với bông cải xanh, hay còn gọi là mực xào súp lơ xanh. Một món ăn rất là phù hợp cho những bữa cơm của gia đình hoặc là những cái bữa tiệc lớn nhỏ, rất là ngon luôn. Nếu các bạn yêu thích thì hãy vào bếp và thực hiện món mực xào bông cải xanh với mình nha. Và để thực hiện món mực xào bông cải xanh thì mình còn chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Ở đây có hai con mực ống, hai con này là tầm khoảng 3 lạng. Mực này khi mua về mình đã làm sạch và rửa rất là kỹ rồi. Một bông cải xanh này là khoảng nửa ký. Nấm, cần tây, một củ hành tây, tỏi và hành tím. Đầu tiên thì mình sẽ thái mực thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Khi mà mình làm những cái con mực ống này thì mình bóc luôn cái màng tím tím ở phía bên ngoài con mực ra luôn nha các bạn. Tại vì những cái màng tím tím đó khi mà mình xào lên thì nó ra cái màu không được đẹp lắm. Mình làm sạch như vậy thì mình xào mình nhìn những cái miếng mực của mình nó ngon hơn. Thái mực xong thì mình sẽ sử dụng luôn cái thớt này để mình cắt nhỏ hành tím ra, mình cho vào mực và mình đi ướp mực luôn nha các bạn. Và mình ướp mực với khoảng 1/3 muỗng hạt nêm, một chút xíu bột ngọt, một muỗng canh nước mắm và khoảng nửa muỗng canh đường. Mình trộn đều lên và mình để mực thấm gia vị tầm khoảng 5 đến 10 phút. Khi mà mình chuẩn bị xong những cái nguyên liệu còn lại thì mình sẽ mang mực đi mình xào luôn nha các bạn. Mình đừng ướp mực lâu quá, mình ướp mực lâu quá thì mực của mình nó sẽ không còn tươi và mình ăn nó sẽ không còn độ giòn nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là nấm thì mình sẽ cắt bỏ phần gốc, sau đó mình tách nhỏ những cái sợi nấm ra. Và mình cũng quên mất cái nấm này nó gọi tên là gì rồi. Nếu mà các bạn biết thì các bạn chỉ mình với nha. Bông cải xanh thì mình sẽ cắt thành những cái miếng vừa ăn. Đầu tiên thì mình sẽ chẻ những cái bông nhỏ ra trước, để cho nó đỡ bị vụn đó các bạn. Sau đó mình mới cắt thành làm tư hoặc là làm đôi, tùy theo cái bông to hay bông nhỏ. Cái phần thân bông cải mình đừng có bỏ đi nha các bạn. Mình cắt bỏ hết cái lớp vỏ bên ngoài, mình lấy cái phần non bên trong mình xào lên ăn rất là giòn và ngon luôn nha. Nấm và bông cải sau khi mình cắt xong thì mình sẽ mang đi mình rửa sạch và mình ngâm với nước muối. Hành tây thì mình sẽ bổ muối cau. Cái củ hành tây này mình mua hơi bé nên là mình chỉ cần cắt làm 3 thôi nha các bạn. Tỏi thì mình sẽ đập dập và băm nhỏ. Cần tây thì mình sẽ cắt thành những cái khúc ngắn. Tiếp theo thì mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi, mình cho vào đây 1/3 thìa muối và mình cho bông cải vào mình trần sơ qua. Khi mà nước trong nồi nó sôi trở lại tầm khoảng 1 phút thì mình vớt bông cải ra là được rồi nha các bạn. Mình đừng trần lâu quá, mình trần lâu quá thì bông cải của mình nó sẽ bị xuống màu và nó không còn giữ được độ giòn nữa. Các nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình xào. Đầu tiên mình cho lên bếp một cái chảo và mình phi thơm cái phần tỏi băm lên. Khi phần tỏi của mình đã vàng và thơm rồi thì mình sẽ cho vào đây một ít màu dầu điều để cho cái món mực của mình nó có cái màu hấp dẫn hơn. Sau đó thì mình sẽ cho mực vào và mình xào. Mình xào đến khi mực nó gần chín luôn nha các bạn. Do cái bông cải xanh của mình đã trần sơ qua nước sôi rồi, nấm và hành tây cũng rất là dễ chín, nên là mình xào mực kỹ một xíu. Và trong lúc xào thì mình để lửa lớn nha các bạn. Khi những cái miếng mực của mình đã chín rồi, bây giờ thì mình sẽ cho những cái nguyên liệu còn lại vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho bông cải,
Tiếp đến thì mình sẽ cho nấm và hành tây vào cùng luôn. Các bạn nhìn cái phần bông cải khi mà mình trần sơ qua nước sôi rồi, nó giữ được cái màu xanh rất là đẹp ha. Mình xào thêm tầm khoảng 5 phút nữa thôi. Khi mà bông cải, nấm và hành tây của mình nó chín tái là được rồi. Mình đừng xào kỹ quá nha các bạn. Mình xào kỹ quá thì cái phần bông cải và nấm của mình nó không còn được giòn nữa. Thông thường đối với những món xào thì sẽ có những cái nước chấm đi kèm, nên là mình mềm nếm gia vị nó nhạt thôi nha các bạn. Với cái món mực xào này thì mình sẽ chấm kèm với nước tương thêm một vài lát ớt nữa, thì cái món mực của mình nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Ở đây thì mình sẽ nêm thêm một ít hạt nêm và một ít bột ngọt. Bây giờ thì mình sẽ quay gần cho các bạn xem cái chảo mực của mình ha. Rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn. Mực nhìn rất là tươi, giòn. Bông cải thì vẫn giữ được cái màu xanh rất là ngon ha. Bây giờ thì mình sẽ cho cần tây vào, mình đảo đều lên và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món mực xào với bông cải xanh cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn rồi. Với cái món mực xào bông cải xanh này mình ăn nóng là ngon nhất nha các bạn. Và đây là thành phẩm của mình, một đĩa mực xào còn nóng hổi luôn, rất là hấp dẫn. Những miếng mực giòn giòn kết hợp với bông cải xanh, nấm và hành tây tạo nên một món ăn rất là hoàn hảo. Cái món này mình xào khá là nhanh nên là thường trong những cái bữa tiệc lớn nhỏ thì mọi người sẽ cho lên cái vỉ và người ta xào, người ta ăn nóng trực tiếp luôn nha các bạn. Cực kỳ thơm ngon và lý tưởng luôn ha. Các bạn hãy làm để gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món mực xào với bông cải xanh này. Khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.